Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay Đồng hồ Quang Lâm bên em có về được một chiếc Seiko ProSpec SBDC149 Và chiếc này thì nó cũng lâu lâu nó mới về được một chiếc Đây là chiếc SBDC149 và đi kèm với chiếc này thì các bác sẽ có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng cho caliber 6R35 Là bộ máy được sử dụng với chiếc đồng hồ này Kèm với đó là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế các bác nhé và các bác sẽ được bảo hành quốc tế của chiếc này một năm trên toàn thế giới và sau thời gian bảo hành quốc tế một năm thì đồng hồ quang lâm sẽ bảo hành tổng bảo hành của cửa hàng là 2 năm và đã bao gồm một năm bảo hành quốc tế đây là bảo hành hai năm cho những chiếc đồng hồ mới các bác nhé Các bác có thể check cái mã tham khảo của chiếc này là Seco Prospect SPDC 149 với giá bán lẻ đề xuất tại thị trường Nhật nội địa là khoảng 80.300 yên. Khoảng uh, 16 triệu rưỡi vào cái thời điểm nó ra mắt các bạn nhé. Ở đây thì em có một chiếc hàng với tình trạng là hoàn toàn mới. Dây còn thẳng tắp này các bạn Khóa thì nó sẽ là khóa khóa gập chống gãy dây. Đó, bạn này bạn ấy có một size mặt đường kính ở đây là size 38 38,5 mm và độ dày là dày 13,0 lắc lắc của chiếc này là 46 và với size 38 thì các bác có cổ tay tầm 15.5 trở lên thì các bác đeo trên này nó rất là đẹp rồi mặt dial được Seiko trang bị một màu xanh ngọc lục bảo và 12 bộ cọc số được làm dạng cọc index cực kỳ to bản. Chúng ta sẽ có cọc hình dạng tam giác ở 6, 9 và 12, còn các ô cọc còn lại là cọc dạng trụ. Ô lịch ngày ở góc 3 giờ đã thay thế cho ô cọc và chúng ta có bộ kim hình lưỡi kiếm với kim dây hình mũi tên và trôi với máy 6R35 các bác có thể thấy được kim dây trôi khá là mượt mà. Trên thân kim và ở thân 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang các bác nhé. Trên này thuộc cái dòng thể thao cho nên là nó dạ quang khá là sáng để cho các bác có thể quan sát giờ giấc vào ban đêm. Logo của Seiko được đính nổi ở góc 12 giờ. 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày với nền trắng chữ đen và ở giữa chúng ta sẽ có biểu tượng chữ X của cái dòng Prospect. Kèm với dòng chữ Automatic 23 là chống nước 200m các bạn nhé. Dưới chúng ta sẽ có Japan dưới góc 6 giờ này. Japan và tên bộ máy 6R35 là bộ máy được sử dụng trên chiếc đồng hồ này. Đi kèm thì các bác sẽ có kính sapphire. Và núm trình giờ phía bên hông có khía cạnh và không có logo. Ở mặt sau thì các bác có thể thấy được các cái thông số. Chống nước là 200m nước sử dụng kính sapphire này hoàn toàn là bằng thép không dỉ này. 6R35 là tên bộ máy này made in Japan phiên bản nhật nội địa Đó. với caliber 6R35 này thì các bác sẽ có được uh, 29 24 chân kính 21.600 tần số dao động và giờ tích cót tối đa của chiếc này là 70 tiếng thông số sẽ được à, sẽ côn đến biết trên cái thẻ tác này caliber 6R35 với độ sai số là cộng 35 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày cộng 25 giây đến trừ 15 giây có cót tay và có dừng kim dây giờ tích cốt tối đa là 70 tiếng này 24 chân kính và 21.600 tần số dao động phiên bản nhật nội địa made in Japan kèm đến mã của chiếc này ở thị trường nhật nội địa đó là SBDC 149 các bạn nhé em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 để cho các bác có thể xem chiếc này khung vỏ thì thép không dị và dây nó là dây da bê bạn này bạn ấy size 38 lên cổ tay 17 khá là đẹp các bác nào mà đang tìm một chiếc đồng hồ thể thao dành cho các bác có cổ tay vừa và nhỏ thì các bác có thể quan tâm chiếc này với màu mặt là màu xanh ngọc lục bảo và độ chống nước là 200m thoải mái bơi lội với chiếc này luôn Tuy nhiên dây da thì các bác cũng nên hạn chế và kèm với đó là kính sapphire máy 6R35 cực kỳ bền bỉ. Hiện tại bên em đang có một chiếc này và tại thời điểm tháng mùng 8 tháng 11 thì chiếc này đang có giá là 14 triệu 300 các bác nhé. Và mã là 4027 có một chiếc thôi. Để đặt hàng chiếc đồng hồ này các bác có thể truy cập vào website đồng hồ qua com và ở ô tìm kiếm thì các bác check giúp em cái mã 4027. Giá của chiếc này là 14 triệu 300 000 đồng và Ngoài ra các bác có thể liên hệ với bên em theo các cái đầu số hotline như là 1900 này, 3468 hoặc số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699. Và đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video về chiếc spdc 149 này. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.